Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng đến với tiết học thuộc phân môn tập làm văn lớp 9 kỳ 2. Bài giảng này sẽ hỗ trợ các em tự học trong thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19. Để bắt đầu tiết học, các em hãy chuẩn bị sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 2 và vở để ghi bài. Trước khi vào bài mới, chúng ta cùng ôn lại nội dung kiến thức của bài học trước bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi 1. Thế nào là nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống? Nêu một vài ví dụ về các sự việc hiện tượng đời sống cần nghị luận. Để trả lời câu hỏi này, các em có thể dựa vào ý 1 trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 21. Các sự việc hiện tượng đời sống cần nghị luận các em đã thực hiện trong bài tập số 1 ở tiết trước. Câu hỏi số 2. Nêu các yêu cầu về nội dung hình thức của bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Để trả lời câu hỏi này, các em có thể dựa vào ý 2 và ý 3 trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 21. Cô trò chúng ta một lần nữa lại khắc sâu kiến thức về kiểu bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Các em ạ, để có thể nêu rõ được quan điểm, nhận xét của bản thân và thuyết phục người đọc, người nghe về một sự việc hiện tượng nào đó, các em cần phải có phương pháp để thực hiện. Đến với tiết học thứ 2 của kiểu bài nghị luận xã hội hôm nay sẽ giúp các em điều đó. Các em cùng mở sách giáo khoa trang 22. Tiết 101. Bài học cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Sau bài học này các em cần nắm được phương pháp làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng trong đời sống. Từ đó rèn cho các em kỹ năng làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Và cuối cùng, các em có ý thức trình bày, nói lên quan điểm, suy nghĩ của bản thân về các vấn đề trong cuộc sống. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng đi vào nội dung thứ nhất của bài. Một la mã, đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Một nhỏ. Đọc các đề bài trong sách giáo khoa trang 22. Các em lần lượt đọc kỹ 4 đề bài trong sách giáo khoa. Đề 1. Đề 2. Đề 3. Và cuối cùng là đề 4. Các em quan sát kỹ 4 đề bài vừa đọc và trả lời câu hỏi A trong sách giáo khoa phần 1 La Mã. Các đề bài trên có điểm gì giống nhau? Chỉ ra những điểm giống nhau đó. Các em hãy ghi câu trả lời vào giấy nhé. Các em đã tìm ra được điểm giống nhau của 4 đề bài này chưa? Bây giờ cô trò chúng ta cùng chỉ ra điểm giống nhau của 4 đề bài này. Điểm giống nhau của 4 đề bài này đó là mỗi đề bài đều có cấu tạo 2 phần. Phần thứ nhất là nêu sự việc hiện tượng. Phần thứ hai là nêu yêu cầu làm bài. Các em cùng quan sát vào 4 đề các em đã đọc. Cô trò chúng ta cùng phân tích cấu tạo 2 phần của từng đề. Đề 1. Sự việc hiện tượng được nêu là những tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Yêu cầu làm bài là nêu một số tấm gương và trình bày suy nghĩ. Đề 2. Sự việc hiện tượng được nêu là lập quỹ giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Yêu cầu làm bài là nêu suy nghĩ về các sự kiện đó. Đề 3. Sự việc hiện tượng được nêu là trò chơi điện tử hấp dẫn nhưng cũng có nhiều tác hại. Yêu cầu làm bài là
nêu ý kiến của em về hiện tượng đó. Và cuối cùng là đề 4, sự việc hiện tượng được nêu là câu chuyện về Nguyễn Hiền, nhà nghèo, ham học, Đỗ Trạo Nguyên. Yêu cầu làm bài là nêu những nhận xét, suy nghĩ về nhân vật trong truyện. Như vậy, qua việc phân tích 4 đề trên, các em đã nắm được đặc điểm của một đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Bây giờ, các em hãy thực hiện yêu cầu thứ 2 của phần 1 La Mã, đó là trả lời câu hỏi B. Nội dung câu hỏi như sau. Mỗi em hãy tự nghĩ một đề bài tương tự như 4 đề bài trên. Các em ạ, những sự việc hiện tượng xung quanh chúng ta rất phong phú và đa dạng. Các em hãy chọn những sự việc hiện tượng có thể viết thành một bài văn nghị luận và trên cơ sở những hiểu biết về đặc điểm của đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống để đặt thành các đề bài nhé. Cô cũng có một vài lưu ý với các em về đề bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Lưu ý thứ nhất, có sự việc hiện tượng tốt, cần ngợi ca, biểu dương, nhưng cũng có sự việc hiện tượng xấu, cần lưu ý, phê phán, nhắc nhở. Có đề cung cấp sẵn một sự việc hiện tượng dưới dạng một chuyện kể, một mẩu tin để người làm bài sử dụng. Có đề không cung cấp nội dung sẵn mà chỉ gọi tên để người làm bài phải trình bày, mô tả sự việc hiện tượng đó. Và mệnh lệnh trong đề bài thường là những cụm từ nêu suy nghĩ của mình, nêu nhận xét, nêu ý kiến, thái độ của em. Tiếp theo chúng ta sang nội dung thứ hai của tiết học ngày hôm nay, 2 La Mã, cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Các em đọc đề bài trong sách giáo khoa trang 23 phần 2 La Mã. Sau khi đọc đề bài xong, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Các em thực hiện bước thứ nhất một nhỏ, tìm hiểu đề và tìm ý. Các em quan sát các câu hỏi A và B trong sách giáo khoa mục 1 nhỏ phần 2 La Mã trang 23. Câu hỏi mục A giúp các em tìm hiểu đề. Câu hỏi mục B giúp các em tìm ý. Các em hãy suy nghĩ và ghi câu trả lời ra giấy. Chắc các em đã có câu trả lời cho những câu hỏi trên. Bây giờ cô sẽ chốt lại đáp án. Các em quan sát trên màn hình. Khi tìm hiểu đề, các em đã xác định được thể loại của đề, nội dung của đề và yêu cầu của đề. Khi tìm ý, những ý chúng ta tìm được qua việc trả lời những câu hỏi trong phần tìm ý là những luận điểm chính các em sẽ trình bày trong phần lập dàn bài. Hoàn thành xong bước 1, tìm hiểu đề và tìm ý, chúng ta sang bước tiếp theo, 2 nhỏ, lập dàn bài. Lập dàn bài cho một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, các em sẽ sắp xếp các ý theo bố cục của một bài văn nghị luận. Bố cục của một bài văn nghị luận gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Còn đối với đề bài này, phần lập dàn ý của đề được sách giáo khoa giới thiệu cụ thể ở mục 2 nhỏ, phần 2 La Mã, trang 23 và 24. Trên màn hình, cô giới thiệu với các em phần lập dàn ý chi tiết của đề này. Các em chú ý quan sát. Sau khi lập xong dàn bài của đề bài này, các em hiểu sâu sắc những việc làm của Phạm Văn Nghĩa dành cho mẹ của mình.
Cô mong mỗi em học sinh chúng ta sẽ là một Phạm Văn Nghĩa của mẹ mình, biết giúp đỡ, san sẻ với mẹ những công việc vừa sức trong khả năng của mình. Sau khi lập xong dàn bài, các em thực hiện bước thứ 3, viết bài. Cô có một số lưu ý với các em khi viết bài. Ở phần mở bài, các em có thể mở bài một cách trực tiếp hoặc đi từ chung đến riêng, hoặc sử dụng phép tương đồng hay tương phản. Ở phần thân bài, các em viết các đoạn văn có câu chủ đề đứng ở các vị trí khác nhau. Phân tích vấn đề bằng cách nêu ra sự việc rồi chỉ ra ý nghĩa, dùng các biện pháp đối lập, so sánh, chú ý sự liên kết giữa các đoạn văn trong bài văn. Ở phần kết bài, các em có thể kết bài theo lối tóm lược, theo lối mở rộng và nâng cao hoặc theo lối đầu cuối tương ứng. Với đề bài này, các em có thể dựa vào phần gợi ý của mục 3 nhỏ trong sách giáo khoa trang 24 để viết các đoạn văn hoàn thành theo yêu cầu của đề. Sau khi viết bài xong, các em thực hiện bước cuối cùng 4 nhỏ, đọc lại bài viết và sửa lỗi. Ở mục 4 nhỏ, các em lưu ý, các em sửa lỗi chính tả, lỗi dùng từ và lỗi ngữ pháp. Các em chú ý liên kết mạch lạc giữa các câu trong đoạn văn và giữa các phần của bài văn. Như vậy, các em đã tìm hiểu xong các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Các em cần chú ý các yêu cầu sau để làm tốt bài của mình. Yêu cầu thứ nhất, muốn làm tốt bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống, phải tìm hiểu kỹ đề bài, phân tích sự việc hiện tượng đó để tìm ý, lập dàn bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết. Lưu ý thứ hai, dàn bài chung của một bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống gồm có 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài và ở mỗi phần có những nhiệm vụ khác nhau. Mở bài giới thiệu về sự việc hiện tượng cần bàn luận, thân bài liên hệ thực tế, phân tích các mặt, nêu đánh giá, đưa ra nhận định. Kết bài kết luận lại vấn đề, khẳng định vấn đề, phủ định hoặc đưa ra lời khuyên. Lưu ý thứ 3, làm bài cần lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định, đưa ra ý kiến, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết. Đây cũng chính là nội dung trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 24. Các em chú ý và ghi nhớ. Bên cạnh đó, cô cũng có một vài lưu ý với các em khi làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống. Lưu ý thứ nhất, muốn có nội dung nghị luận sắc sảo, đủ sức thuyết phục, thì người làm bài nghị luận phải quan sát những sự việc hiện tượng đã và đang xảy ra xung quanh. Phải xuất phát từ những quan điểm đúng đắn, minh bạch, có trách nhiệm với xã hội, biết quan tâm tới lợi ích của cộng đồng, quan tâm tới việc tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cho bản thân và mọi người. Có thái độ đúng đắn để nhận xét, đánh giá về sự việc hiện tượng một cách khách quan, khoa học, luôn đứng về phía lẽ phải để suy xét vấn đề. Tránh thái độ đánh giá thiếu trung thực, thiếu khách quan và không công bằng. Lưu ý thứ hai, trong quá trình nghị luận, người viết phải đưa ra nhiều hiện tượng khác nhau, thậm chí là trái chiều nhau, phân tích để chỉ ra hiện tượng nào đúng, hiện tượng nào sai và từ đó có định hướng nhận thức và hành động. Mặt khác, cùng một sự việc hiện tượng cũng cần xem xét ở nhiều góc độ, đặt trong nhiều tình huống khác nhau để nội dung nghị luận xác đáng, sâu sắc và có sức thuyết phục. Các em cùng luyện tập các bước làm một bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống qua một đề cụ thể. Đây là đề 3 trong sách giáo khoa trang 22. Cụ thể đề như sau. Trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó. Khi đọc xong đề bài, các em đã hình dung được các bước mình sẽ thực hiện chưa? Các em sẽ thực hiện 4 bước đúng không nào? Bước 1 đó là tìm hiểu đề và tìm ý. Bước 2 là lập dàn bài. Bước 3 là viết bài.
Và bước 4, đọc lại bài viết và sửa chữa. Các em cùng ghi lại đề và thực hiện các bước làm bài và vở. Bây giờ, cô sẽ nêu một vài gợi ý cho các bước làm bài cho đề trên. Các em chú ý quan sát trên màn hình. Một nhỏ là bước tìm hiểu đề, tìm ý. Các em quan sát màn hình và có thể ghi nhanh vào vở để tham khảo. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một vài đoạn văn tham khảo cho đề bài này. Trước hết là một đoạn văn ở phần mở bài. Tiếp theo là một đoạn văn trong phần thân bài. Cô mong các em hãy tìm hiểu, hoàn thành bài viết này để từ đó các em có những nhận biết sâu sắc về tác hại của việc ham mê các trò chơi điện tử. Các em thân mến, thời gian nghỉ học phòng dịch COVID-19, ngoài những lúc các em học bài và làm bài, các em sẽ có rất nhiều những lúc rảnh rỗi. Trong lúc đó, các em đừng quá sa đà vào các trò chơi điện tử hay ngồi quá lâu trước màn hình máy tính, mà hãy dành những khoảng thời gian đó để đọc sách, để dọn dẹp nhà cửa, để phụ giúp cha mẹ và cùng gia đình mình tổ chức một cuộc sống vui tươi lành mạnh. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ sang nội dung thứ 3 của tiết học ngày hôm nay, ba la mã luyện tập. Các em đọc đề bài trong sách giáo khoa phần ba la mã trang 25. Trong yêu cầu của bài tập, chỉ yêu cầu các em lập dàn bài. Tuy nhiên, để lập được dàn bài, các em cần phải tìm hiểu đề và tìm ý để hiểu đúng và tìm đủ các ý để lập dàn bài cho đầy đủ. Bây giờ chúng ta thực hiện bước thứ nhất, một nhỏ, tìm hiểu đề và tìm ý. Ở phần tìm hiểu đề, các em đã thực hiện khi so sánh các đề ở phần 1 la mã. Các em quan sát lại trên màn hình. Để tìm ý cho đề bài này, các em dựa vào các câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa phần 3 la mã trang 25. Các em cùng quan sát và thực hiện. Sau khi trả lời các câu hỏi trong phần tìm ý, các em đã nắm được các ý chính trong bài viết của mình. Các em hãy sắp xếp các ý một cách hợp lý khi lập dàn bài. Các em ghi nội dung này vào vở ghi bài. Đây là một vài gợi ý cho dàn bài của đề này. Các em có thể tham khảo và tự lập dàn bài cho mình. Hãy thực hiện bước lập dàn bài và vở bài tập. Các em thân mến, khi đọc xong câu chuyện về Trạng Nguyên Nguyễn Hiền, cô nghĩ chúng ta đều rất ngưỡng mộ và tự hào về một tấm gương ham học, sáng dạ, có tinh thần tự học cao, có ý chí vươn lên để khẳng định mình. Cô mong các em hãy học tập tấm gương Nguyễn Hiền, rèn cho mình một tinh thần tự học trong mọi hoàn cảnh và luôn có ý thức vươn lên, vượt qua tất cả mọi khó khăn, đạt được kết quả cao nhất. Trước khi kết thúc bài học, cô có một số những yêu cầu sau các em thực hiện ở nhà. Thứ nhất, các em nắm chắc các nội dung trong phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 24. Các em tìm hiểu một sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương và trình bày ngắn gọn ý kiến của mình về sự việc hiện tượng ấy. Các em chuẩn bị bài, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới cho tiết sau.
Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em có một tiết học tốt.